Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đã quay lại kênh của em Thí, kênh Nguyễn Văn Thí. Hôm nay em Thí tiếp tục đi review sản phẩm bất động sản. Hiện tại là em Thí đang đứng ở khu đô thị An Bình Tân, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay là em Thí đi review đất và nhà ở khu đô thị này để gửi đến cho quý cô chú anh chị những sản phẩm đẹp và giá tốt. Nhưng mà trước khi đi vô review những cái sản phẩm nhà và đất thì em thấy đang đi ghé đây thì thấy khu vực này đẹp quá nên là sẽ review sơ bộ ở đây cho quý cô chú anh chị cùng xem sơ bộ cái khu đô thị này có những gì và nó đẹp như thế nào. Vị trí em thấy đang đứng đây là cái chỗ vòng xoay này, cái vòng xoay vô phía đường vành đai đi vô, vòng xoay có trồng cây, cây xanh. Phía bên kia là khu biệt thự nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì dân cư đã hiện hữu rồi. Phía bên này thì chưa nhiều, nhưng mà phía ở dưới kia và đằng trong á thì tỷ lệ dân cư lấp đầy thì trên 60% rồi. Xung quanh đây nha quý cô chú anh chị. Tổng thể một vòng xung quanh đây em thấy đang đứng. Cái khu đô thị An Bình Tân này rất là đáng sống nha quý cô chú anh chị. Ở đây đặc biệt nhất là rất là yên tĩnh. Yên tĩnh. Bây giờ là không gian, bây giờ là gần 8 giờ sáng rồi. Gần 8 giờ sáng, buổi sáng. Rất là yên tĩnh. Đặc biệt là buổi tối ở đây thì không gian tĩnh lặng và yên tĩnh. Rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị nghỉ ngơi sau những một ngày làm việc cực nhọc. Từ đây đi ra đường Vành Đai 2, đi ra dọc sông Quán Trường thì tầm cỡ vài chục mét thôi nha quý cô chú anh chị, vài chục mét thôi. Nếu mà đi đường vòng thì tầm cỡ 100 mét. Đây nhìn thẳng ra bên kia là có sông Quán Trường. Và đặc biệt là tại vị trí khu An Bình Tân này thì đi vô sân bay rất là gần. Đây vô sân bay thì tầm 30 phút đi xe máy thôi. Và gần một cái cảng rất lớn ở Nha Trang nha quý cô chú anh chị, đó là cảng Hòn Rớ. Đây vô cảng Hòn Rớ thì tầm hơn một cây số, hơn một cây số. Như từ đây đi hướng đi đi vô đường Bình Đai, vòng qua chỗ đó là cầu Bình Tân, rồi vòng xuống là tới, hoặc là đi hướng này. Hướng này cũng được. Một vị trí rất là tuyệt vời. Và đây đi xuống biển thì cũng tầm hơn 1 km thôi nha quý chú anh chị. 1 km hoặc là 2. Nếu mà đi vòng vòng thì hơn 2 km, xa hơn một tí. Và bây giờ là em thấy sẽ quay camera sau để quay vòng vòng ở đây cho quý cô chú anh chị cùng xem. Ở đây thì bên chủ đầu tư trồng cây rất nhiều nha quý cô chú anh chị. Cây cũng đang khá lớn. Bên này là phượng nè, trồng rất là nhiều cây. Cái trục đường này là trục đường chính nè, có 2 làn đường lớn. Bên này là đài truyền hình Khánh Hòa nha quý cô chú anh chị. Đài truyền hình Khánh Hòa. Một cái khu vực rất là đẹp. Xung quanh đây tỷ lệ dân cư lấp đầy khá là nhiều. Xung quanh mấy anh công nhân đang tưới cây, chăm sóc cây cảnh tạo cho môi trường trong lành. Đây là bà cô đi tập thể dục. Ở đây thiết kế đa số là một trệt 2 lầu, và cách có bên thì 3 lầu, bên 4 lầu. Thiết kế rất là đẹp. Đây là trục đường giao nhau giữa T3 và T12.
tô rất là nhiều. Đường này là đường T4 giao nhau với đường T5. Đường T5 một cái trục đường rất là đẹp. Đây là trục đường con đường Võ Văn Kiệt nha quý cô chú anh chị. Con đường Võ Văn Kiệt. Con đường Võ Văn Kiệt. Nó kết nối từ phía từ nút giao thông Ngọc Hội đi vòng qua cái phía bên chỗ kia. Đi thẳng vô cầu Bình Tân. Nên là từ đây đi qua cầu Bình Tân kia chỉ tầm 2 phút đi xe máy thôi. Rất là gần. Tổng thể xung quanh đây, ở bên kia thì dãy nhà ở shop house, ở phía bên kia nữa là nhà ở xã hội, nhà hội xã hội 1, ở phía bên kia là xã hội 2. Phía bên đây là khu vực của khu đô thị An Bình Tân. Như vừa rồi thì em thấy có đi một vòng cho quý cô chú anh chị cùng xem. Đây là những cái lô đất trống đã có chủ rồi nhưng mà họ chưa có xây nhà ở thôi. Có những lô thì họ chuyển nhượng lại. Dạ vâng, tại cái khu vực này em thấy có rất là nhiều lô đất giá chủ gia chủ gửi bán giá rất là tốt, giá dao động là từ 38, 39, 40, có những lô mà lỗi phong thủy một xíu thì giá rất là tốt, chỉ có 35, 34 thôi. Cũng có nhà giá tốt tại vị trí này. Sau khi em thấy sau khi quý cô chú anh chị xem qua video của em review sương sương một vòng cái khu đô thị An Bình Tân này, nếu mà quý cô chú anh chị thấy phù hợp để mua ở tại vị trí này thì hãy nhanh tay inbox gọi điện cho em thấy với số điện thoại là 0356 004325 nhé. Em thấy xin cảm ơn ạ. Hẹn quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.